Thưa quý vị, vào sáng ngày 19 tháng 1, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Hungary Katalin Novak. Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông báo với Tổng thống Katalin Novak về những kết quả quan trọng mà hai bên đã đạt được trong cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng, bao gồm những định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống và đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hungary trên mọi lĩnh vực. Tổng thống Novak Katalin đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm nhằm tận dụng tối đa những tiềm năng dư địa vốn có, nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Về chính trị, ngoại giao, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao cũng như giữa các bộ ngành địa phương. Tổng thống Hungary bày tỏ cảm ơn Thủ tướng đã chuyển lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và khẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam trong năm 2024. Hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích các doanh nghiệp Hungary đẩy mạnh hợp tác kinh doanh, liên danh đầu tư với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Hungary có thế mạnh như dược phẩm, chăn nuôi, chế biến thực phẩm, năng lượng tái tạo, quản lý nước. Tổng thống Hungary đề nghị hai bên sớm phối hợp tổ chức khóa họp lần thứ 10 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Hungary nhân chuyến thăm Việt Nam tới đây của Tổng thống. Về giáo dục đào tạo, hai bên hoan nghênh những kết quả tích cực đã đạt được thời gian qua trong lĩnh vực hợp tác truyền thống này, với việc hiện có khoảng gần 1.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học của Hungary bằng học bổng do chính phủ Hungary cấp, đồng thời đánh giá cao hợp tác trực tiếp hiệu quả giữa các trường đại học và cơ sở đào tạo hai nước. Về hợp tác tại các diễn đàn quốc tế, Thủ tướng và Tổng thống Katalin Novak nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc bên lề các diễn đàn đa phương, phối hợp chặt chẽ ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEM, cơ chế ASEAN-EU, nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác để đối phó lại với những thách thức toàn cầu mới như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, già hóa dân số. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền các cấp Hungary đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hungary thời gian qua và mong rằng cộng đồng người Việt Nam tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi để ổn định cuộc sống, hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội sở tại, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Hungary cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Hungary.